chào các Hello, bạn. chào các bạn. Thì bài trước thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn là hai công cụ. Thứ nhất là công cụ Ben Tool và thứ hai là công cụ là Magic Band Tool. Thì bây giờ bài này thì tôi sẽ áp dụng vô hai công cụ này để cắt ghép một cái hình ảnh giống như cái hình ở bên trái này đây. Đó, cái hình bên trái này là cái hình mẫu đã có sẵn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một chút về cái thao tác cắt ghép hình ảnh đơn giản. Thì ở giao diện này thì các bạn nhìn thấy Photoshop CC thì nó sẽ hơi khác hơn so với Photoshop CS2 và các phiên bản khác. Thì khác là như thế nào? Khác thì nó khác thay đổi giao diện một chút xíu thôi và nó thêm vào những cái chức năng mới. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì ở mép bên tay trái bên đây là thanh tool. Thanh tool đó thì nó sẽ có các công cụ ở đây để cho ta làm việc. Thì ở Photoshop CC thì chúng ta bấm ở đây á thì nó sẽ thay đổi theo cái phần mềm, hoặc là muốn theo giao diện cũ của thằng Photoshop Photoshop CC Photoshop CS2 thì nó bấm vô đây thì nó sẽ giao diện cũng giống như vậy thôi. Còn ở mép bên tay trái ở đây thì Photoshop CC nó cũng vậy. Đây, nó đã ẩn vô đây hết đây. Thì các cái mục ở đây là mục color, màu, rồi chỉnh màu, rồi các cái kiểu size, rồi các layer, rồi channel, rồi path. Vậy thôi mà chúng ta thì Photoshop CS2 hay là CC gì đó thì các bạn cũng nắm những cái cơ bản ở đây thì các bạn Photoshop nào cũng làm được. Không có quan trọng là Photoshop CC CS2 hay là Photoshop CC 2016, 15 gì đó. Đó, không quan trọng. Quan trọng các bạn nắm được cái những cái đây thôi, các bạn làm được tất cả. Thì ở đây thì chúng ta sẽ mở ở đây. Nếu như mà chúng ta thấy nó ẩn ở đây, mà chúng ta muốn nhìn thấy rõ hết thì chọn vào cái biểu tượng của mũi tên này nè. Chọn ra. Mở ra một cái thì nó hiện ra màn này. Thì nó sẽ thấy cái laser ở đây. Đó, thì như vậy. Thì cái laser ở đây là cái layer là lớp và channel path đó. Cái phần này các bạn sẽ học sau đó, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sao channel và path. Thì bây giờ thì chúng ta nhìn thấy đây là màu và chỉnh màu. Ở đây chỉnh màu ở đây là rất quan trọng nha, và nếu như mà các bạn không tinh ý các bạn sẽ chỉnh tùm lum hết trơn á, chỉnh nó sẽ thay đổi. Còn nếu như tôi thì kinh nghiệm thì cũng nhiều nhưng mà mặc bí cho các bạn biết, chỉnh màu thì không nên chọn lên vào những cái ở đây mà chúng ta chỉnh chỉnh nhiều ở đây, mà nên chúng ta chỉnh ở đây thôi. Chỉnh những cái vùng này để làm gì? Để cho nó có một cái lớp mặt nạ, hoặc là nó không làm thay đổi đi cái hình ảnh chúng ta muốn sửa lại thì sửa, thấy không? Rồi bây giờ cái căn bản tôi chỉ giới thiệu cho các bạn như vậy thôi. Thì bây giờ tôi sẽ ghép giống tương tự như cái file ảnh này. Thì bây giờ tôi sẽ ẩn nó vô trong cái thanh này đây để cho nó rộng màn hình ra làm tiếp. Đó, ẩn nó vô một chút. Thì đầu tiên ở cơ bản thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là lít chuột phải lên cái tấm ảnh này để lấy một cái kích cỡ tương đương với cái ảnh này cùng một khuôn. Rồi, đúp lít nó là lít. Rồi, đúp nó lên. Nha. Ở đây các bạn muốn thích để tên gì cũng được, thì đây tôi không thích để gì đây thì tôi xóa xóa bỏ cái copy đi. Ok, tôi để là cộng 1 rồi. Ok, thì nó sẽ ra đây một cái nữa. Đây, đây là một tấm, đây là một tấm. Thì các bạn nếu như mà trong này mình thấy bực bội quá thì kéo ra ngoài này đó mà được thêm tấm thế này. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái công cụ, đó là công cụ này đi. Đó là công cụ này đây ha. Rồi xong, nếu như các bạn mà thấy cái hình này muốn xóa thành một màu trắng á, thứ nhất là chúng ta sẽ chọn vào là Ctrl A, là cái phím tắt Ctrl A để tạo vùng chọn. Hoặc nếu như không chọn lên phím tắt á, thì ta chọn vào công cụ này và kéo từ ở trên này nè, kéo xuống đó. Rồi sau đó cái bài trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn đó là xử lý, chọn một cái hệ màu ở đây, ví dụ như thích màu nào thì chọn màu đó, thấy không? Bây giờ ví dụ như tôi thích cái màu vàng đi ha, màu vàng thì tôi chọn đây mà là màu vàng. Rồi sau đó ok thì đây là màu vàng
Đó, còn dưới đây là màu đỏ đi ha, ví dụ như vậy. Rồi xong. Thì ở đây tô màu thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Đó, add delete là foreground, còn control delete là background. Chỉ như vậy thôi. Trên phím tắt. Thì bây giờ tôi chọn là cái màu đỏ đi ha, cho nó nổi nổi một tí. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng là công cụ là Magic Wand Tool. Đó. Tách cái wallet này ra. Xong. Bạn giữ control hoặc là bạn click vô đây. Đó. Thấy chưa? Click vô đây. Và sau đó các bạn nhìn thấy những cái phần này nè, đơn giản thôi. Những cái phần mà tôi muốn lấy là lấy cái trái lên này ra thôi. Thì tôi sẽ vào trong đây, tôi chọn vào Lasso Tool. Đó. Các bạn sẽ giữ Shift để làm chi? Để loại bỏ những cái vùng mà chúng ta không lấy. Đó. Bây giờ tiếp theo nữa là các bạn vào trong cái mục là Select, chọn là Invert là Shift Ctrl Y. Rồi đảo ngược vùng chọn lại cho nó gom vô đây một cái. Rồi tiếp theo nữa là vào vào Select, chọn là Modify, chọn là Folder. Cái phím tắt của nó là Shift F6. Rồi khâu xong. Ở đây thì các bạn cho là 0.5 cho tôi. Tại vì 0.5 á là cái hình tương đối nhỏ thì chọn 0.5, còn hình lớn, cái pixel nó lớn thì nên chọn là 1, tại vì cái tấm ảnh lớn mà để ở 0.5 thì nó sẽ làm cho cái ảnh nó cũng còn bén. Thì bây giờ tôi chọn đây là 0.5. Thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là công cụ Move. Rồi sau đó các bạn Move vào đây để cho canh giữa xong giữa cái background, thì chúng ta nhấn đồng thời nhấn thêm phím Shift đó thì nó sẽ canh giữa ở đây. Thì các bạn ra để ý đây, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là xử lý cái công cụ đó, công cụ của Magic Wand Tool đó, thấy không? Các bạn thấy chưa, nó đã lỗi rất là nhiều. À, nhìn thấy răng cưa nè, nó không được chính xác. Thôi tạm thời là như vậy, thấy không? Rồi bây giờ thì tôi sẽ đổ vô cái màu trắng đi cho nó tiệp cái lỗi đó. Nhìn thấy cái lỗi đó thì nó cũng chướng mắt lắm. Rồi xong, tôi sẽ đổ vào đây. Thì đổ vào cái nền trắng này như thế nào thì các bạn chọn đây, layer, và các bạn chọn vào vô cái mục background ở đây. Đó. Các bạn nhấn add delete sẽ chuyển lại thành màu trắng thì nó sẽ không thấy cái đó nhiều nữa và không thấy ảnh hưởng nữa. Đó, xong một cái. Rồi các bạn nếu như các bạn không thích thì các bạn ẩn này vô bằng cách là double click vô layer này, hoặc là ở đây nó có mũi tên biểu tượng ở đây, chọn vô đây xong cái. Rồi bắt đầu ở đây chúng ta cũng làm tương tự như vậy thôi. Ta chọn vào cái mục là Magic, chọn chọn vô đây. Những cái đối tượng nào mà không lấy thì chúng ta chờ trong đây, chọn Lasso Tool và giữ Shift. Rồi các bạn chịu khó khoanh vùng lại những cái vùng mà không cần thiết, chúng ta bỏ nó đi. Đó, ví dụ như những vùng này đó, những cái vùng này đây, giữ Shift nha. Rồi xong rồi nó sẽ chọn ở cái vùng chọn ở đây nè, thấy chưa, nó chọn vùng chọn ở đây, chọn bao quát ở ngoài. Thì muốn lấy cái nền này lên thì vào làm thao tác thứ hai nữa là vào trong Select chọn Invert. Đó, bây giờ nó đã chọn riêng một cái lá cải này thôi. Rồi xong không, rồi ta vào trong cái phần là layer, rồi chọn cái mặt new hoặc là chơi G copy gì đó, chọn Ctrl Z, thấy không, để nhân lên một lớp. Rồi cái tiếp thứ hai nữa là ta kéo qua thôi. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là dùng này giống như thao tác đầu tiên thôi, thấy không? Đó. Đó, vậy thôi, chúng ta tới đầu tiên và chúng ta kéo đây, kéo qua đây một cái thì chúng ta đã được rồi nè. Nhưng mà các bạn kéo qua thì không thấy gì trơn đúng không, không thấy gì trơn thì nó nằm ở dưới nè. Đó, thì chúng ta ở đây chúng ta kéo lên đây, đưa chuột kéo lên đây một cái thì chúng ta thấy được cái này. Đó, xong. Rồi sau đó chúng ta vào Edit và chọn vào cái mục là Transform. Rồi. Không, bậy rồi. Chúng ta vào Edit và chọn cái mục là Transform, là phím tắt là Ctrl T để thu phóng to thu nhỏ tấm ảnh này lên. Thì bây giờ tôi sẽ phóng thu đều các góc thì nhấn Shift Add. Nó như vậy, nó sẽ thu vào trong đây tấm ảnh này. Xong. Rồi tiếp theo
Nữa là các bạn sẽ nhân lên một lớp ở đây bằng cách là Ctrl Z, nhấn phím tắt tại cái layer 2 này, Ctrl Z để nhân lên một lớp giống như đây. Và sau đó các bạn sẽ dùng cái cần transform nha, cần transform vào trong là transform đây đó, các bạn nắm ở tâm này nè, ở tâm này là nó có cái tâm này, các bạn nắm ra đây một cái, sau đó các bạn click chuột phải và các bạn chọn clip đây nha, chọn ở đây nè, nó sẽ lật qua đó, xong rồi sau đó các bạn sẽ kéo ra đây một chút đi đó, rồi chúng ta sẽ được như vậy. Và chúng ta muốn canh chỉnh nó thì giữ cái layer 1 và layer thứ 2 và giữ shift ở đây, hai layer này các bạn kéo nó sẽ đi cùng một lúc ở đây, rồi các bạn đặt ở vị trí mà phù hợp nhất ở đây đó, đó là chỗ này nha. Xong rồi tiếp tục cái con mắt đó, bây giờ lấy cái con mắt ở đây thì ở đây nó cho cái con mắt ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái ellipse này đi cho nó nhanh đó, chúng ta sẽ chọn ở đây nha, chọn ở giữa tâm nè, giữ shift add để thu từ tâm ra, để phóng từ tâm ra đó, lộn rồi, chúng ta sẽ giữ shift add đó để phóng từ tâm ra nha, giữ shift add để phóng từ tâm ra đó, như vậy không đó, rồi phóng từ tâm ra như vậy đây đây đó. Sau rồi sau đó chúng ta sẽ vào click chuột phải nè, vào cái thằng transform selection nè, chọn vô đây để ta top cái này lại một chút xíu, đừng cho nó lem ra ngoài xấu lắm đó, chọn đây rồi sau đó đó là các bạn vào trong cái phần là select, chọn là modify, chọn là fader cho 0.5. Rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ kéo vào cái tấm hình này đây, chọn cái công cụ là move đó, kéo vào trong đây thì các bạn sẽ được cái con mắt như thế này đó, xong các bạn top nó lại như đây đây ha. Thôi cái thao tác để làm sao bây giờ làm cái tròng mắt thì nó có ở đây thì cũng tương tự đó, chúng ta có vùng chọn sẵn ở đây thì giữ ở đây nè. À, các bạn chọn clip nè thì cái đó các bạn sẵn đây nè, chọn vô vùng giữa nè thì các bạn sẽ di chuyển nó vô tới đây, rồi sau đó chúng ta click chuột phải chọn vào transform selection đó để có một cái vùng tạo ra bốn góc đây, rồi chúng ta giữ shift add để top nhỏ hình này lại để lấy cái tròng mắt đây, đơn giản vậy thôi đó. Rồi sau đó chúng ta vào cái phần lấy phần là select, chọn là cái phần là modify, chọn là fader, chọn là 0.5, tiếp tục rồi chúng ta sẽ kéo qua đây thì được hai lớp đây đó, đây là một lớp thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó đây bằng cách là lấy cho nó đồng luôn, thì bây giờ chúng ta sẽ click vào cái layer thứ nhất và layer thứ hai, sau đó chúng ta sẽ canh ở đây, canh giữa nha, canh giữa đó, chúng ta sẽ cho nó vô tâm đó, như vậy thì ở cái bước này thì cơ bản thì như vậy thôi đó. Rồi xong chúng ta sẽ kéo nó ra đây, hai cái chúng ta giữ đây nè, kéo ra đây rồi thực hai con mắt, và sau đó chúng ta vào edit, chọn là transform, rồi thu nó lại nó vậy đó, được cái con mắt rồi. Sau đó là chúng ta sẽ mệt nó lại thành cái lớp cho nó gọn. Rồi chúng ta click chuột phải vào, chọn vào cái mục là mesh layer, xong thành một cái layer đây. Rồi sau đó là vào layer, chọn new, chọn là view layer copy, xong ta đã nhận lên được một lớp và chúng ta chỉ cần có việc là kéo qua đây canh giữa nó thôi, xong được cái con mắt ở đây, hai con mắt rồi. Xong tiếp tục nha. Tiếp tục nữa đây thì tới cái miệng, cái lỗ mũi đó, rồi xong cái lỗ mũi thì chúng ta sẽ đơn giản như đây thôi nha. Thì bây giờ thì làm thì tôi chỉ cho các bạn hết luôn, thì bây giờ tiếp tục ở đây tôi không chỉ những công cụ này nữa mà tôi sẽ chọn vào cái pen tool để làm gì, để tôi cắt hình đó, chỉ cho bạn luôn, ôn lại bài cũ thôi.
Đó, các bạn chọn đây xong kéo qua đây. Dù như các bạn chọn ở điểm này nè, là nếu như mà có mấy cái điểm này các bạn phải giữ, chọn vô đây một cái các bạn giữ chuột nha, chọn vô đây một cái giữ chuột là kéo qua đây nè, đó chọn đây giữ chuột là kéo qua đây là giữ chuột nha, giữ chuột là kéo qua đây một cái đó, uốn theo đầu giữ chuột kéo qua đây một cái rồi xong đó. Ví dụ như ở đây nó bị làm ra ngoài như thế này thì các bạn sử dụng là control, nó sẽ chuyển thành cái mũi tên như đây nè, nó các bạn sẽ cho nó vô một chút đó. Đó, các bạn sẽ cho vô một chút vậy thôi ha. Rồi xong rồi các bạn sẽ làm cái thao tác thứ hai, đó là lít chuột phải lên đây, chọn là mắt marker selection. Rồi ở đây các bạn sẽ nhập vô là folder radio, thì thay vì các bạn sẽ vào trong cái mục là select, chọn là cái mục là modify, rồi chọn vô mục folder, nhưng ở đây thì các bạn lít chuột phải lên đây một cái và chọn vào trong mục là marker selection, thì đây nó sẽ hiện ra các bạn đây là folder đây luôn. Rồi ở đây tôi cho là 0.5, ok, đó ta được cái vùng tròn như thế này. Rồi xong rồi bắt đầu ta sẽ kéo vào trong cái hình này làm cái lỗ mũi của nó đó, kéo vô đây làm lỗ mũi của nó đây. Rồi xong ngay cái tâm này các bạn xem đây, ngay cái tâm này, và sau đó các bạn sẽ vào trong mục là edit, chọn là transform, tiếp tắt là cần chân t, tiếp tục vậy thì các bạn sẽ nhớ những cái thao tác như vậy thôi đó. Xong cái lỗ mũi thấy chưa, cái lỗ mũi này hơi bự quá, tớp lại thấy không đó, cần chân t đâu, thích lớn nhỏ gì cứ chọn cần chân t tớp lại. Rồi tiếp theo nữa là cái miệng, thì ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn như thế này. Bây giờ tôi chọn cho các bạn là Lasso Tool nha, Lasso Tool đi. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cái Lasso Tool, tôi không thích làm kia nữa và tôi thích làm cái Lasso Tool như đây là tôi vẽ theo nó, ok xong rồi thấy chưa. Rồi sau đó các bạn sẽ vào trong cái mục là Select, chọn là Folder, chọn đây thấy chưa, thay vì hồi nãy chúng ta chọn là Marker Selection theo cái đường path thì bây giờ chúng ta phải vào trong Select, chọn là Modify, chọn là Folder, chọn F6. Rồi xong 0.5, ok rồi tạo đường đầu nhà cho nó. Rồi sau đó ta vào công cụ là Move này nè, rồi ta kéo qua đây một cái thì sao, được cái miệng đó vậy thôi, xong được cái miệng rồi, xong đó được cái miệng rồi ha. Rồi xong rồi sau đó ta gắn cái nơ đó, thì ta gắn cái nơ thì cái nơ nằm đây đó, đó nằm đây. Thì cái cách này thì như thế nào, cái cách này các bạn cũng đơn giản thôi, sử dụng cái công cụ này đó, chọn vô đây đi thấy chưa, chọn vô đây thì các bạn sẽ chọn vô đây thấy chưa đó, thì chọn vô đó xong rồi thì đơn giản vậy thôi đó, thì các bạn sẽ chọn ở đây một cái, tôi chỉ theo cách của tôi thôi đó, cộng ở đây một cái nghe các bạn, vẽ ở đây tôi tập cho các bạn quen nghe chứ không phải là tôi làm cách này đâu ạ. Đó đây cộng đây một cái không đó, các bạn tập vẽ ở đây nè để mốt sử dụng cái công cụ là Lasso Tool cho nó quen đó thấy chưa, nó vẽ cách chính xác như là đó 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 thấy chưa. Rồi sau đó các bạn sử dụng là cái công cụ là phím tắt là cần cho shift y nha, tôi không không chỉ trong cái select này nữa đó, phím tắt là cần phím tắt là shift cần trên y hay là cần shift y gì cũng ra chứ đó. Xong rồi bắt đầu chọn vào cái mục là modify, chọn là fader là 0.5, rồi các bạn sẽ kéo qua đây chọn mu nè, kéo nó qua đây nè đó, thì chúng ta sẽ được cái nơ như đây thôi đó, cái nơ chính xác cái nơ đây đó, thì đây nãy tôi vẽ ở đó đó nó còn sót ở đây nè, thì các bạn chỉ cần đơn giản thôi sử dụng cái Lasso Tool rồi xong bấm delete trên bàn phím rồi xóa nó đi xong ha, cái nơ nằm đây. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ sử dụng là công cụ là làm cái hai lỗ tai cho nó, thì đây có hai lỗ tai nè thấy không, có cái lỗ tai nè, thì đây thì các bạn sẽ sử dụng là công cụ là Magic Band Tool ha, chọn vô đây những cái vùng nào mà không không cái chỗ nào mà không lấy thì ta bỏ đi, thì ta chọn đây Lasso Tool đi ha, rồi ta vẽ những cái vùng mà ta không cần thiết lấy ta nhấn shift thấy chưa
thì nó sẽ loại bỏ những cái chỗ mà ta không lấy đó, như vậy thì bây giờ nó sẽ lấy được cái chỗ này thôi. Thì ở đây thì chúng ta đã thấy đây đó, thấy không? Chúng ta sẽ invert cái vùng tròn nó lại, shift bằng chân y invert cái vùng tròn nó lại nha, đó thấy không? Sau đó chúng ta sẽ kéo nó qua, kéo nó qua, mù nó qua. Thì ở đây các bạn nhìn thấy nó cái góc như đây thì nó xấu quá đi đó. Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn nữa, nếu như mà như đây nhìn thấy, chúng ta sẽ sử dụng là pen tool để cắt bỏ đi những vùng này, đơn giản thôi, cắt bỏ những vùng này đây để tạo thành một cái lỗ tai nó được được chứ phanh ra ngoài nha. Đó, nói hai điểm này lại nè, có nhiều người làm chưa có hiểu được ở ngoài này, khi mà làm á không nói được điểm này, khi mà chúng ta làm nhiều cái bên khác nó sẽ tạo ra những cái đường vùng tròn nó không chính xác đâu, phải nói cái điểm này lại đây nè, đó vậy mới đúng. Rồi enter, cần cho enter, rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong select nè, chọn fader chọn 0.5, rồi bấm chữ delete ở trên bàn phím á, xong được cái lỗ tai như đây. Rồi tiếp theo nữa, ta lật lỗ tai này lại thì nhấn Ctrl T lật lỗ tai này lại, xoay lỗ tai này lại. Thứ nhất, nếu như ta xoay ở đây á thì nên giữ shift để làm gì, để cho nó canh chỉnh thẳng hàng luôn, thấy không? Còn nếu như chúng ta giữ không giữ shift hay là gì đó thì nó sẽ mặc định là tự do, nó không có giữ được, thì nhấn shift cái nó sẽ canh chỉnh thẳng hàng. Ok, rồi tiếp theo nữa là ok, ta enter, rồi kéo ra ngoài này. Đó, ta được cái lỗ tai ở đây. Rồi tiếp theo bước này nha, các bạn nhìn thấy cái lỗ tai ngoài này đó, rồi chúng ta sẽ nhân lên một lớp nữa làm cái lỗ tai thứ hai. Chúng ta sẽ giữ shift nha, giữ shift kéo nó qua đây nè nghe. Rồi sau đó đó, thấy không, chúng ta sẽ giữ là Ctrl T nè, chúng ta sẽ kéo cái mục này qua đây nè, nó chúng ta lật nó lại, nó xong, nó thấy chưa, xong kéo nó ra đèn cái đi cho nó canh giữa, cho nó thẳng hàng đó, gì đây ha. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái lớp layer thứ nhất, layer thứ hai, rồi chúng ta kéo nó ở dưới, nằm ở cái dưới layer của cái trái này nè, đó thì được. Thì đây chúng ta kéo nó xuống đây đi, kéo nó xuống đó, nằm ở dưới đó, thì cái lớp này nó sẽ đè lên cái trái lên này nè, sẽ đè lên. Rồi chúng ta sẽ lít chuột phải chọn vào mệt nó lại, đó như vậy xong. Rồi tiếp theo nữa là lấy cái mũ của nó làm cái nón, làm cái nón, cái đầu của nó đó, cái nón của nó nằm đây ha. Thì tôi chọn là công cụ làm pen tool nè, thứ nhất nè, tôi chọn cân bản nhất nè, tôi chọn ở đây nè, một cái nè, hai cái nè, thấy không, ba cái nè. Ví dụ như các bạn chọn ở đây giữ áp để có cái đường này nè, thì các bạn buông ra một cái nha, rồi các bạn chọn ở đây nè, theo cái đường thẳng kéo nó ra nè, thấy chưa, nó vậy đó. Thì các bạn tập từ từ sẽ quen đó, không có sao hết, từ từ đó, làm gì cũng từ từ đó, xong. Rồi sau đó chọn là cái mục là marker selection đó, chọn 0.5 nãy tôi đặt rồi, ok. Rồi tôi chọn công cụ mu là tôi chuyển qua thôi, kéo nó qua đây thì tôi được như thế này đó, được chưa, thì tôi được như thế này đó, cho nó lớn tí, thấy chưa, cần trên T đó, cái này là cần trên T, chúng ta cần trên T. Rồi xong cái mục này thì các bạn nhìn thấy cái file mẫu ở đây nha, cái file mẫu ở đây nó có bo góc ở đây nè, bo góc ở đây nè, thì các bạn đơn giản thôi, bạn không có quan tâm gì cái chuyện đó, thì các bạn sử dụng cái này nè, tôi chỉ ellipse nè nha, cái ellipse nè, không, các bạn vẽ một cái vùng tròn ở đây cái đi, rồi các bạn sẽ chọn cái laser của cái này nè, laser này nè, rồi các bạn vào trong cái mục là select để lấy cái fader của nó cho nó nhẹ đi cái đường biên, ok. Rồi sau đó bấm cái phím là delete thôi, nó xong, đơn giản. Rồi nếu như thấy ở đây nó chưa hợp lý, cái đầu này nó chưa hợp lý một tí thì các bạn top nó bự bự ra một tí, đó cho kéo nó ra, ra một tí đây, đó kéo ra một tí nha, đó vậy thôi, tụi làm vậy đó. Rồi xong thì cũng giống như người ta thôi, thấy không, đơn giản đó.
cũng giống như người ta làm thôi, thấy không? Đó, ví dụ như bạn thấy cái nơ này nó lùn quá thì các bạn chọn vô trong cái mục là, ví dụ như trong đây có nhiều cái như đây là các bạn không chọn, không biết là chọn cái nào hết, hoặc là các bạn không có quản lý được cái lớp ở trên này đó, thì các bạn chỉ cần một cách như thế này, các bạn sẽ lít chuột lên một lít chuột phải lên một cái mà chúng ta muốn cần chọn nha. Thì ở đây chúng ta lít chuột phải lên thì đây nó sẽ hiện lên là layer 1, layer 2, thấy chưa? Layer 1 và layer 2 là cái hai cái chân mày ở đây nè. Ví dụ tôi muốn chọn cái nơ này thì tôi lít chuột phải lên cái nơ này thì nó sẽ chọn là layer 7 đó, thấy chưa? Hoặc là tôi lít vô lỗ mũi nó chọn là layer 5 thì lỗ mũi nó nè, đó, như vậy thấy chưa? Đó, sau đó chọn vào layer 7 thì tôi nó sẽ nhảy vào layer 7. Rồi xong, rồi edit, thấy không? Chọn là transform, Ctrl T, đó. Chúng ta sẽ giữ shift add ở góc này để kéo giãn đồng nó ra luôn, giữ tâm nó lại. Đó, thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nó đẹp đẹp một tí, nó hợp lý một chút. Rồi xong. Rồi bây giờ cái bài bên đây và bài bên đây thì nó cũng tương đối giống nhau thôi, nó không có khác gì hết. Căn bản là tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cách thao tác thôi. Cắt ghép là như vậy, thấy không? Thì cái bài này tôi đã khái quát chung hết cho các bạn biết là sử dụng công cụ Magic Wand Tool, rồi Pen Tool, rồi công cụ là Ellipse, rồi công cụ là hình vuông ở đây là dùng chọn nè, rồi tôi hướng dẫn cho các bạn là Lasso Tool nè. Đó là những cái công cụ mà đơn giản mà chúng ta thường hay dùng nhất xử lý ảnh, mà phải nắm được những cái công cụ này thì mới làm hình được. Còn nếu như nắm những cái công cụ này không được hoặc là lơ thơ mơ thì làm hình nó sẽ không hiệu quả đâu, thấy không? Còn ở bên cạnh đó thì chúng ta vào trong select nè, thì select thì nếu như ở cái mục này á nó ẩn đi á là lý do chúng ta chưa có vùng chọn. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái vùng chọn tạm thời đi nha. Ví dụ như ở đây tôi sẽ lấy cái vùng chọn từ tâm ra, nhấn shift add, thấy chưa? Lấy vùng chọn từ tâm ra đó. Như vậy đây thì tôi chọn vào đây nè, nó sẽ có cái mục là modify nè, thấy không? Đó, fader. Thì ở cái mục này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là fader là chính, còn những cái phần này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần sau. Nói chung cái phần này các bạn sẽ nắm được có những cái phần kế tiếp của tôi hướng dẫn cho các bạn đó. Rồi thứ hai nữa là các bạn phải nắm được cái phần là transform đó, transform là Ctrl T, rồi nắm được cái quản lý lớp đó. Là bài này tôi đã khái quát hết cho các bạn biết được là những gì mà tôi đã chỉ cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, giống như là những ai mà chưa biết. Thì thân ái chào các bạn, hẹn các bạn trong bài tiếp theo. Và tôi sẽ hứa với các bạn rằng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những phần nâng cao hơn những cái phần này, và những cái gì mà tôi chỉ cho các bạn đều là áp dụng trong thực tế, không nói xa xôi. Em xin chào các bạn.